Trạm Y tế xã Dinh Tế phối hợp với Hội Phụ Nữ và Đoàn Thanh niên xã tổ chức buổi truyền thông chuyên đề mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con cho người dân trên địa bàn xã Dinh Tế. Tại buổi truyền thông, báo cáo viên đã tuyên truyền một số nội dung về công tác dân số trong tình hình mới và giới thiệu các vấn đề về già quá dân số, Mức sinh thấp kéo dài cũng để lại nhiều hệ lụy như già quá dân số nhanh, thiếu hụt nguồn lao động, ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Ngoài ra, báo cáo viên còn triển khai kế hoạch 123 của Quỹ ban nhân dân thành phố về điều chỉnh mức sinh phù hợp với các dùng đối tượng đến năm 2030. Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề già quá dân số tại địa phương, từ đó đẩy mạnh vận động mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con tại địa phương.